chưa? Còn các anh chị ơi, chúng ta chỉ còn vài ca khúc nữa thôi, thì anh chị có thể lán lại một chút được không ạ? Chỉ còn đôi ba ca khúc nữa thôi ạ. Ở ngoài thì mưa lắm các anh chị ạ. Thế nên là muộn thì cũng đã muộn rồi, mà các anh chị lán lại thưởng thức nốt. Đường phù du có nghĩa gì? Những lời dạy sẽ tan thành cho cuộc tình kia sâu lâu lắm, nhưng không phải theo dòng thời gian. Người hãy tình tình ơi, đến với tôi với vòng tay ai ấm ngọt. Đắng cay nào cho thêm xót xa kỷ niệm xưa, nhớ thương mỏi mòn nước mắt nào có phơi nỗi sầu. Người tình ơi, xin đừng dối gian. Đời mùa thu vẫn như xưa, quăng lệ rơi hát hay. Thì còi xây trái tim này đứng với nhau muôn vàn yêu thương. Đắng cay nào cho thêm gió xa kỷ niệm xưa. Chương trời vua hỏi chia chỉ tôi đây lỡ lỡ này, nhưng không phải theo dòng thời gian. Người tình ơi, đến với tôi với anh đàn yêu. Đây cho lãng quên những ngày xa xưa, đắng cay nào cho thêm xót xa kỷ niệm xưa, nhớ thương mỏi mòn nước mắt nào có hơi đời sầu. Người tình ơi, xin đừng dối gian. Đời phù du có nghĩa gì? Những lời dành sẽ tan thành cho chỉ còn đây trái tim này giữ với nhau muôn vàn yêu thương. Đắng cay nào cho thêm xót xa kỷ niệm xưa, nhớ thương mỏi mòn nước mắt. Người tình ơi, xin đừng dối gian. Trời phù du có nghĩa gì? Những lời sâu lời chia bấm lời sâu trái tim này với nhau của một vàn yêu thương. Tôi đem trái tim này giữ với nhau muôn vàn yêu thương. Chỉ cùng muôn sao chín với nhau bằng chi tiêu hồ trường. Nó đánh thằng ta, thằng ta đánh thằng tàu, đâu thằng tàu thằng ta lẫn lộn. Vâng.
Vâng, chương trình của chúng ta sẽ còn kéo dài đến khoảng 7 giờ 7 rưỡi. Các anh chị cứ chịu khó ngồi nán lại, tại vì trời cũng đang còn rất là mưa to, chúng ta cũng không thể về được.